Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 629 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 19 vào thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, khai mạc lúc 8 giờ tại hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp.